Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Surface House. Và ở clip này thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu tủ lạnh Toshiba, mẫu mới nhất của Toshiba, dòng tủ 5 cánh mặt gương, dòng tủ cao cấp. Thì ở mẫu tủ 5 cánh này có điều đặc biệt, đấy chính là giá thành của nó rất là tốt. Đấy, khác với cái mẫu tủ 6 cánh trước của nó. Thì clip này tôi sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết về mẫu tủ này. Trước mắt các bạn là mẫu tủ Toshiba M470, sản xuất năm 2018. Thì cũng như mẫu tủ 6 cánh thì mặt nó là mặt gương và màn hình là cảm ứng, cửa mở cảm ứng. Thì chúng ta chỉ cần đi đến gần thôi, đây chúng ta đi đến gần là đèn nó tự sáng rồi. Cái này rất là hay, khi trời tối chúng ta dậy thì mở cửa rất là dễ dàng. Đấy, và chúng ta chỉ cần chạm nhẹ này là cửa sẽ tự mở rồi. Trên đây là phím menu, phím menu này cũng là cảm ứng hết. Khi chúng ta ấn thì các phím sẽ hiện lên, rất là sang trọng. Chúng ta điều chỉnh độ lạnh của ngăn mát, điều chỉnh độ lạnh của ngăn đông, điều chỉnh đá rơi, điều chỉnh tăng cường độ lạnh. Đấy, tất cả đều ở trên các cái dãy phím này. Và tôi có bản hướng dẫn thì tôi sẽ cung cấp khi các bạn đến, khi các bạn mua tủ hoặc là các bạn có nhu cầu thì liên hệ với tôi. Đấy. Và trong tủ thì là khác với cái tủ dòng 6 cánh thì trên này là cửa mở một bên thôi. Đấy, cửa mở một bên. Cũng như là dòng 6 cánh thì ngăn trên này là chúng ta là ngăn mát, thì chúng ta sẽ để đồ ăn chín và nước uống. Đấy, thì chúng ta không để rau củ quả trên này. Đấy, các khay kính này hoàn toàn là kính cường lực, hoàn toàn là kính cường lực rất là sang trọng. Đây là khay để đá, à khay để nước làm đá, thì chúng ta sẽ cho nước làm đá vào đây. Nếu mà chúng ta cho đầy một khay này thì là sẽ làm được đầy một khay đá rơi ở dưới. Nhiều bạn bảo là tại sao khay nước nhỏ như thế, nhưng mà khi mà làm đá ở cái môi trường đá thì nó sẽ được rất là nhiều. Môi trường cứng khác với môi trường nước. Đấy, các khay này chúng ta có thể tận dụng, đây có khay để trứng đây. Đấy, chúng ta có thể tận dụng, chúng ta để rất là nhiều những cái chai nọ nhỏ ở đây. Đấy. Và tiếp theo ở bên dưới này, tiếp theo bên dưới này là một ngăn mát. Thì ngăn mát của tủ Toshiba nó có công nghệ làm lạnh tạo ẩm, nên chính vì vậy là rau củ quả sẽ được bảo quản rất là lâu, mà chúng ta không cần phải cho vào, chúng ta không cần phải cho vào túi. Đấy, chúng ta bảo quản được rất là lâu. Rau củ chúng ta có thể bảo quản được 10 đến 15 ngày mà không sợ khô héo. Bảo quản nó giữ được cái chất dinh dưỡng rất là tốt. Và dưới này là ngăn đá rơi. Cũng như các mẫu tủ khác của Toshiba thì là ngăn đá rơi thường nó sẽ phía ở dưới ngăn mát. Đấy, ngăn đá rơi thì khi chúng ta cho nước ở trên này thì đá sẽ rơi viên xuống dưới này. Và đây sẽ có một cái thìa để múc đá. Bên cạnh này cũng là một ngăn đông nhỏ. Một ngăn đông nhỏ này thì là chúng ta có thể để tận dụng làm kem, hoặc chúng ta để ngăn để đá, khi mà đá đầy bên kia chúng ta để xúc bớt sang bên này. Đấy, và dưới cùng đây là một ngăn đông lớn. Ngăn đông lớn này chúng ta sẽ để bảo quản đồ ăn đông. Đấy, chia thành hai ngăn để bảo quản thịt cá. Đấy, mỡ tủ mặt gương này rất là sang trọng và đang có giá là 26 triệu và đang có sẵn tại kho Nhật Surface House. Và các bạn có thể đến để xem hàng trực tiếp tại kho Nhật Surface House tại số 6 ngõ 24 Hoàng Quốc Việt. Hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại 0966 937 999. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube kho hàng Nhật bãi Surface House để nhận thêm nhiều những clip hướng dẫn chia sẻ hữu ích về hàng Nhật của tôi. Và cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau. Chào các bạn.